Xin chào và chúc anh em tuần mới vui vẻ. Giờ mời anh em đến với nội dung bản tin đầu tuần. Chiến thuật cao tay của Van Nistelrooy. Đối đầu Leicester City, Van Nistelrooy đã áp dụng lối chơi pressing cao. Ông yêu cầu toàn đội liên tục dâng cao đội hình nhằm tạo áp lực ngay từ phần sân của đối phương. Với sơ đồ 4-2-3-1, Man United tập trung vào sự cơ động của các cầu thủ ở hàng tiền vệ như Casemiro và Bruno Fernandes, giúp đội dễ dàng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công. Hai trung vệ Lisandro Martinez và Matic Delict chơi ổn định, chịu trách nhiệm bọc lót và đảm bảo tính chắc chắn khi hàng công Leicester City tổ chức phản công. Những pha tranh chấp trên không giữa Delict và các cầu thủ Leicester City cho thấy tính hiệu quả của hàng thủ Man United khi hóa giải phần lớn những tình huống tấn công nguy hiểm. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man United ở mức 52%. Quỷ đỏ đã có sự cân bằng trong việc cầm bóng và duy trì nhịp độ trận đấu. Mỗi khi Leicester City tổ chức tấn công, Van Nistelrooy chỉ đạo các cầu thủ giữ cự ly đội hình hợp lý, đồng thời nhanh chóng chuyển trạng thái khi có cơ hội phản công. Điều này được minh chứng qua việc Man United thực hiện các pha lên bóng nhanh với Bruno Fernandes và Amad Diallo, tạo điều kiện cho những cầu thủ như Garnacho và Rashford dứt điểm. Trong trận đấu, Bruno tiếp tục là điểm sáng trong lối chơi của Quỷ Đỏ. Anh không chỉ là người kiến tạo mà còn là trung tâm trong các đợt tấn công. Với khả năng di chuyển linh hoạt và kỹ năng chuyền bóng chính xác, Fernandes đã tạo ra nhiều cơ hội quan trọng, trong đó có đường chuyền kiến tạo cho Garnacho ghi bàn. Các cầu thủ chạy cánh như Garnacho và Diallo cũng góp phần quan trọng khi liên tục tạo ra sức ép lên hàng thủ của Leicester, khiến đối thủ không thể dâng cao. Nhằm đảm bảo duy trì áp lực và sự chắc chắn trong hiệp 2, Van Nistelrooy đã có một loạt thay đổi chiến thuật, điển hình là đưa Zizi và Ivan vào sân. Sự thay đổi này vừa giúp Man United giữ vững thế trận phòng ngự khi cần thiết, vừa hỗ trợ cho tuyến giữa và hàng công khi Leicester City bắt đầu gia tăng sức ép. Chiến thắng 3-0 của Man United là thành quả của chiến thuật hợp lý mà Ruud van Nistelrooy đã triển khai. Ông kết hợp lối chơi pressing tầm cao, kiểm soát bóng thông minh và tận dụng tối đa khả năng của từng cầu thủ để tạo nên thế trận lấn lướt. Cựu tiền đạo này đã có một lời chia tay ngọt ngào với chiếc ghế nóng của Quỷ Đỏ, bất bại cả 4 trận đấu mà mình nắm vai trò tạm quyền, trong đó có tới 3 chiến thắng. Giờ đây người hâm mộ Man United sẽ chờ đợi quyết định cho tương lai của Ruud van Nistelrooy. Cổ động viên MU gửi lời cảm ơn tới Nistelrooy. Cổ động viên của Man United đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ruud van Nistelrooy sau chuỗi trận thành công trước khi Ruben Amorim đến tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng. Van Nistelrooy đã hoàn thành nhiệm vụ tạm quyền của mình với thành tích 3 chiến thắng và 1 trận hòa, giúp Quỷ Đỏ ghi tổng cộng 11 bàn thắng trong 4 trận. Tuy nhiên, ông sẽ chuyển giao vai trò này cho Ruben Amorim, người dự kiến đến sân Old Trafford vào thứ hai để bắt đầu công việc với tư cách là huấn luyện viên trưởng mới của đội bóng. Trong trận đấu, Van Nistelrooy nhận được nhiều sự cổ vũ từ khán đài Stretford End. Ông tiến đến khán đài nơi các cổ động viên Quỷ Đỏ vỗ tay cảm ơn. Khoảnh khắc xúc động ấy như thể là lời cảm ơn cho Van Nistelrooy vì giai đoạn cầm quyền ấn tượng. Tuy vậy, vẫn chưa rõ liệu ông có được Amorim giữ lại hay không, khi vị huấn luyện viên mới từ Sporting sẽ mang theo ít nhất 5 trợ lý từ đội bóng cũ của mình. Nếu Van Nistelrooy được ở lại, cổ động viên Quỷ Đỏ có thể vui mừng trước viễn cảnh này. Sẽ sớm biết tương lai của Nistelrooy, Ruben Amorim dự kiến sẽ chính thức tiếp quản đội bóng vào sáng thứ hai, có nghĩa là vào sáng hôm nay. Tuy nhiên, tương lai của Van Nistelrooy tại Man United vẫn chưa rõ ràng. Ông nhiều lần bày tỏ mong muốn ở lại và tham gia vào đội ngũ huấn luyện viên của Amorim. Được biết, hai bên sẽ có buổi trao đổi tại Carrington vào ngày mai. Trong cuộc phỏng vấn với BBC sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Leicester City, vị huấn luyện viên 48 tuổi đã chia sẻ cảm nghĩ của mình về màn trình diễn của đội bóng cũng như khoảng thời gian ngắn ông nắm quyền. Van Nistelrooy nói: "Đó là một trận đấu chuyên nghiệp. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi ghi được hai bàn thắng đẹp và có một số tình huống tốt, nhưng chưa thực sự kiểm soát trận đấu. Đây là ba điểm quan trọng. Trong 4 trận vừa qua, Bruno đã ghi vài bàn quan trọng cũng như kiến tạo. Điều đó cho thấy cậu ấy đang trở lại phong độ và giúp ích rất nhiều cho đội bóng. Tôi đã nói chuyện với Garnacho trước trận. Cậu ấy đã thi đấu nhiều và tôi muốn cậu ấy tạo ảnh hưởng từ băng ghế dự bị. Tôi rất vui khi điều đó diễn ra đúng như mong đợi. Chúng tôi đã đặt mục tiêu tận dụng tối đa 4 trận đấu này và tôi nghĩ rằng đội đã làm tốt nhiệm vụ. Khoảng thời gian ngắn này thật tuyệt vời. Tôi rất thích nó. Chúng tôi ở một vị trí không chắc chắn nhưng vẫn cố gắng làm tốt công việc của mình để giúp câu lạc bộ. Có rất nhiều cảm xúc
sự ủng hộ của người hâm mộ đối với tôi và đội bóng trong những lúc khó khăn là rất đặc biệt. Kết thúc chuỗi trận này với kết quả tốt và mối liên kết bền chặt, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành. Chúng ta sẽ sớm biết kế hoạch tiếp theo. Amorim có kế hoạch rõ ràng ở MU. Nhiệm kỳ quản lý hiện tại của Ruud van Nistelrooy và Ruben Amorim đều kết thúc vào ngày Chủ nhật định mệnh, ngày 10 tháng 10 năm 2024. Tương lai của Amorim rất rõ ràng khi ông sẽ chính thức đảm nhiệm công việc huấn luyện viên trưởng của Man United, trong khi tương lai của Ruud van Nistelrooy vẫn chưa chắc chắn. Huấn luyện viên tạm quyền đã giành chiến thắng trong 3 trận đấu cuối cùng mà ông phụ trách, với chiến thắng 3-0 trước Leicester City để củng cố thêm uy tín của mình. Ruben Amorim còn làm tốt hơn khi sử dụng DNA của Sir Alex Ferguson để tạo nên chiến thắng đáng kinh ngạc trước câu lạc bộ cũ Braga. Anh ấy duy trì thành tích bất bại của Sporting trong mùa giải năm nay. Nhưng sau trận đấu, anh ấy sẽ hướng tầm mắt đến cuộc phiêu lưu mới của mình và cung cấp một số thông tin cập nhật quan trọng. Ngay từ đầu, Amorim đã phải đối mặt với hai câu hỏi lớn và anh đã phải trả lời cả hai câu hỏi đó trong cuộc họp báo sau trận đấu sau chiến thắng. Đầu tiên, Amorim được hỏi liệu có ý định giữ nguyên sơ đồ ba hậu vệ tại Old Trafford ngay lập tức hay sẽ có bất kỳ sự điều chỉnh ban đầu nào hay không. Amorim cho biết: "Tôi biết mình sẽ chơi như thế nào khi bắt đầu. Tôi có một kế hoạch. Sau đó, bạn phải thích nghi với phẩm chất và chấn thương của các cầu thủ. Tất nhiên, với kỳ nghỉ quốc tế, chúng tôi không có nhiều thời gian để làm mọi thứ với các cầu thủ. Vì vậy, tôi sẽ làm những gì tôi biết rõ nhất. Hãy học hỏi từ đó những gì bạn muốn." Qua câu trả lời của mình, Amorim ám chỉ rõ ràng rằng ông sẽ mang hệ thống hiện tại của mình đến Man United vì đó là điều ông hiểu rõ nhất. Sẽ luôn dễ dàng hơn cho các cầu thủ khi hòa nhập vào hệ thống mới và học hỏi trên sân tập thay vì huấn luyện viên từ bỏ những gì đã giúp ông thành công trong toàn bộ sự nghiệp. Thứ hai là Amorim được hỏi về kế hoạch dành cho Ruud van Nistelrooy, người đã một lần nữa chứng minh được năng lực của mình sau chiến thắng trước Leicester. Nhưng Amorim vẫn giữ im lặng dù khẳng định quyết định của ông đã được đưa ra. Amorim nói: "Anh ấy là huyền thoại của câu lạc bộ. Anh ấy đã làm rất tốt. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy vào ngày mai. Tôi rất rõ ràng về những gì tôi muốn. Có thể chúng ta sẽ không nói chuyện vào ngày mai, nhưng chắc chắn bạn sẽ biết trong những tuần tới." Một lần nữa, Amorim không tiết lộ toàn bộ bức tranh, nhưng qua những bình luận của anh ấy, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng anh ấy sẽ chia tay một cách tôn trọng thay vì giữ Van Nistelrooy ở lại. Nếu Amorim bám sát hệ thống chiến thuật của mình và quyết định để Van Nistelrooy ra đi, điều đó sẽ ngay lập tức khẳng định vị thế của anh là một huấn luyện viên không ngại đưa ra những quyết định quan trọng. Rõ ràng là sau những gì Van Nistelrooy đã làm, cái bóng của anh sẽ phủ lại Old Trafford. Và dù rõ ràng anh đã làm rất tốt, thì một sự chia tay có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai bên. Điều này sẽ cho phép Amorim được là chính mình thay vì chỉ tập trung vào Van Nistelrooy ở mỗi kết quả tiêu cực, cơ hội bị bỏ lỡ hay sự bất mãn của các cầu thủ. Về mặt chiến thuật, việc có một bản sắc rõ ràng và một lối chơi là điều mà Man United đã thiếu từ lâu. Vì vậy, nếu ông kiên quyết bổ sung một bản sắc như vậy, điều đó sẽ được hoan nghênh từ cả hai phía. Kỷ nguyên của Amorim vẫn chưa bắt đầu, nhưng những dấu hiệu ban đầu đã rất tốt. Cập nhật nhanh tin tức mới nhất của MU. Ruben Amorim cho biết ông sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ Sporting CP nào vào tháng 1, nhưng đã mở đường ký hợp đồng với họ vào mùa hè. Theo Romano, Victor Gyokeres là một trong những ngôi sao có thể theo chân Amorim đến Old Trafford vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, Amorim rất muốn ký hợp đồng với hậu vệ Diallo của Juventus trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Trong khi đó, Quỷ Đỏ đã mở cuộc đàm phán để ký hợp đồng với trung vệ Jonathan Tah của Bayer Leverkusen. Randal Kolo Muani cũng nổi lên như một mục tiêu chuyển nhượng sau những khó khăn của anh tại Paris Saint-Germain. Ngoài ra, Man United được cho là đã gia nhập cùng với Chelsea và Tottenham Hotspur trong cuộc đua giành chữ ký của thủ môn Cahill của Arsenal. Theo nhiều nguồn tin, trước khi bổ nhiệm Amorim, Quỷ Đỏ đã quyết tâm bổ nhiệm Roberto De Zerbi. Thomas Tuchel cũng được trao cơ hội thay thế Erik ten Hag vào mùa hè vừa qua. Ngược lại, Amorim sẽ không thể bắt đầu làm việc tại Old Trafford vì giấy phép lao động của anh vẫn chưa được chấp thuận. Trong khi đó, ten Hag bị đổ lỗi cho trận hòa của Ajax trước FC Twente khi ông mò đến để xem trận đấu này.
Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.